Simba đâu? Simba ơi, ra nhà trứng khủng long này. Một ổ trứng khủng long. Wow, trứng màu gì đấy? Sao khang đâu Màu hồng và màu đỏ. Màu đỏ là gì? Tiếng Anh là gì nhỉ? Red. Màu hồng là gì nhỉ? pink Pink. Màu này là màu vàng. Màu vàng là gì nhỉ? yellow Diên nào? Đúng rồi. Ô, quả trứng con thỏ. Trứng con thỏ à? Trứng thỏ đó, trứng nai pink. thỏ đó. Pình, đúng rồi, pình. Chị ba có muốn lấy nữa không? Mày nhìn thấy nữa rồi kìa. Đây này. Wow, nhiều quá. Nhiều thế. Ồ, thế lấy trứng ở đây đi, xong rồi lấy nữa nha. Ô, sao hôm nay nhiều trứng khủng long ấy nhỉ? Trứng rồng. Wow, trứng khủng long. Nhiều nhỉ. Xin ba vào cất trứng khủng long đấy đi, xong lại ra lấy trứng nữa nha. Trứng đây á. Wow, trứng màu gì đây? Màu cam. Màu xanh, màu xanh. Đây nữa này, xin ba mẹ nhìn thấy nữa này. À. Wow, trứng này ở trên cao quá nhờ. Trứng này khủng long gì mới ở trên cao này nhờ? Khủng long bay phải không? Đúng rồi, khủng long bay mà lại còn phun lửa nữa. Ở trên cao này Simba không lấy được à? Vâng. Ồ, thế mẹ lấy cho Simba nhá. Ồ, một quả trứng nữa. Ồ, thế nhiều trứng thế. Màu gì đây? Simba bé quá, Simba còi quá cho nên nó không cầm được hết trứng này, bị rơi rồi này. Simba còi không lấy được trứng ở trên cao nữa. Cho nên là Simba phải ăn nhiều cơm vào nha. Simba ăn nhiều và cơm vào để lấy trứng ở trên cao đấy nha. Các bé cũng phải ăn thật nhiều cơm nha để cao lớn khỏe mạnh nha. Ô, mẹ nhìn thấy trứng khủng long nữa, Simba có thấy không? Wow. Khủng long này chắc là cũng khủng long bay đúng không? Ở trên cao thế. À, trứng khủng long bạo chúa. Simba có nhìn thấy trứng đâu nữa không? Wow, Sudoku. Trứng khủng long Sudoku. Trứng là trứng Sudoku. Cao quá nhỉ. À, chắc là con không lấy được á. Không lấy được thì làm thế nào nhỉ? Mẹ lấy cho nhá. Mẹ vào mẹ lấy cho nhá. Ơi, để mẹ vào mẹ lấy trứng khủng long cho Simba này. Ô, và trứng này cao quá, cao quá. Simba phải ăn thật nhiều cơm vào để lớn để lại đi đi hái trứng khủng long nha. Để đi lấy trứng khủng long nha. Thích không? Thích quá nhỉ. Hết chưa? Hết chưa? Chưa á? Có còn nữa không nhỉ? Tìm người xem có còn trứng khủng long nữa không? Chắc nào một con trứng khủng long khổng lồ như thế là hết rồi đấy. Nhỉ? Trứng khủng long to quá nhỉ? Wow! À, giống y chang như là Sudoku á. Sudoku đấy. Con nó cô. Sudoku, đúng rồi. Ô, có cái gì nữa đấy? Ô, trứng khủng long này to, còn có túi sách nữa này. Ô, một bức tranh khủng long, có rất là nhiều khủng long ở trong đấy. Nó còn biến hình nữa nhỉ? Đây, Sima có nhìn thấy là biến hình không? Đang là hình này này, đổi một cái là hình này này, đổi một cái là hình này này. Đó, rất là nhiều hình nha. Ô, quả trứng khủng long này có đèn này, có gì ở trong mà phát sáng này nhỉ? Có đèn đây này. Ô, có đèn đấy. Bây giờ thì xem Simba thì xem được có bao nhiêu quả trứng khủng long nha. Ô, quả trứng khủng long này to quá. Một quả, hai quả, ba quả,
4 quả. 5 quả quả trứng hồng đao này khác nhỉ. Đẹp thế nhỉ. 6 quả đúng không? Mấy quả rồi? Đếm lại nhá. 1 2 3 4 5 6 quả. 7 quả. 8 quả. 9 quả. 10 quả trứng hồng đao. Ô, có 10 quả trứng hồng đao. Thích thế à, nhiều quá nhỉ. Đây này. Mẹ về Simba bóc trứng khủng long nha. Một con khủng long to chưa? Bóc trứng khủng long nha. Này. Đây. Đấy. Đây để mẹ cắt cho, không Simba không lấy được đâu. Đấy. Đây đây này, có cái gì đây nhỉ? Ô, kẹo mút này. Ô, hình dáng hiện siêu nhân này. Đấy, ô, cả xe máy siêu nhân nữa này. Ô, đẹp quá nhỉ? Thích quá nhỉ? Nhiều thế. Ô, một chiến lợi phẩm đây. Đây. Nhiều quá. Đây. Đây, để xem con thỏ hồng này có gì ở trong nhỉ? Thỏ hồng này có gì ở trong nhỉ? Ô, một con khủng long bay. Đấy, mẹ bảo khủng long bay mà. Khủng long bay nó để trứng ở trên cây đấy. Ô, có kẹo nữa này. Kẹo nữa này. Đấy, để thử xem quả trứng này có gì nữa nhỉ. Quả trứng này xem có quả gì, có cái gì ở trong nhá. Không có gì ở trong nào. Ô, nhiều thứ thế. Kín hết cả. À, cái này là hình lắp ráp đây. Có lắp ráp nhá. Có cả hình dán sticker này. Ô, có gì ở trong này nữa nhỉ? Kẹo nữa này. Ồ, cái này có cả quả bóng phát điện sáng đúng không? Ô, phát điện sáng này. Phát điện sáng này. Sáng đây, sáng đây. Xin mà lắp thì hình thì xem được cái hình gì nhá. Xem được cái hình gì con có lắp được không? Đây để xem nào. Cái này nó phát sáng này. Đấy, thích không? Cái này là cái đây, chờ nó Sima nắp nha. À, Sima bóc quả này nữa nha. Đây, bỏ vỏ trứng vào đây. Ui, nhiều trứng quá. Đây, quả trứng này là trứng thỏ này. Thỏ đấy. Đây, Sima bóc quả trứng này. Xem có gì ở trong nào. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi, có cái còi. À, thổi còi nó có phạt kẹo nữa đấy. Đây là một quả trứng khủng long bay đây. Đây, mấy đứa khủng long bay này, khủng long bay đây. Long bay, con lô cô. Còn đây là gì nhỉ? Có gì ở trong nhỉ? Có Pikachu này. À, Pikachu hả? Có cả kẹo nữa đúng không? Kẹo cả rồi. Kẹo đây. Khủng long nữa. À, khủng long nữa. Ô, có một con khủng long nữa này. Khủng long, ô, cái con khủng long này đuôi ngắn quá nhỉ? Đuôi ngắn quá nhỉ? Đấy. Đây, còn đây xem là có gì ở trong nhỉ? Kẹo. Ô, lại kẹo nữa à? Kẹo à? Ô, cái kẹo này màu xanh. Ê, con khủng long này là cái gì ấy nhỉ? Bạn ra để xem là có gì nè. Có một cái con... Úi dồi ôi. Khủng long. Ồ, khủng long. Khủng long. Ồ, một con khủng long. Một con khủng long này là khủng long đuôi rất là dài. À, nó có cả cái này nữa này. Cái sống nó lên nè. Khủng long. Xem nó cái này là gì nhá. Ồ, trứng khủng long đấy. Đấy, xin ba mở xem có cái gì này trong nào. Ồ, một quả trứng nữa thôi. Vẫn toàn chưa hết nhỉ. Đấy, mở xem có gì ở trong đó đấy. Có gì đấy?
có gì không? Đây để xem quả trứng này có gì ở trong không nha. Lại kẹo. Wow, đến lượt mở cái quả trứng to khủng long nhất nha. To nhất đây này. Wow, to chưa? Thật là to. Shiba thử mở xem có cái gì ở trong nào. Một cái đồng hồ mèo Kitty. Wow, kiểu mút hay kiểu gì đó, kiểu mút bóp bóp. Một có bao nhiêu cái kiểu mút nhỉ? 1, 2, 3, 4 và 5 cái kiểu mút còn gì nữa đây này? Có cả cái này. À đúng rồi, cho nên nó mới phát sáng như vậy đấy. Đó, nó phát sáng đó. Sáng ở trong này. Đó, hết trứng khủng long rồi. Xem được nhiều như gì nào. Nhiều thứ quá nhờ. Rất là nhiều thứ đấy. Còn đây cũng phát sáng này. Xin ba bóc kẹo mút để ăn nha. Wow, kẹo mút đây, ăn đi. Wow, xin bà ăn kẹo mút rất là ngon. Ăn kẹo mút rất là ngon. Ngon quá nhờ. Trứng khủng long ấy. Đây, đồng hồ đeo tay này. Mở cái này ra này. Bóc nó ra. Đúng rồi. Đeo vào tay nha. Đeo vào tay thế nào nhỉ? Nó có một cái chốt ở đây này. Ui, tay Simba bé quá. Simba phải ăn nhiều vào tay mới to được nha.